Xin chào tất cả các bạn khán giả của Con Đường Tri Thức. Trong số phát sóng tuần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về môi trường học tập tại đất nước Australia xinh đẹp. Các bạn biết không, Australia được đánh giá là một trong những quốc gia có sức hút mạnh mẽ đối với sinh viên quốc tế. Bởi Australia có đầy đủ những yếu tố của một nền giáo dục hiện đại, năng động và không ngừng đổi mới. Theo thống kê của Bộ Giáo dục Australia năm 2018, có khoảng gần 399.000 sinh viên quốc tế theo học tại các trường đại học, trong đó có hơn 15.700 sinh viên Việt Nam. Wow, đất nước chuột túi quả là một điểm đến du học hấp dẫn với các bạn du học sinh phải không nào? Và Việt Nam xếp thứ tư về số du học sinh tại Australia, chỉ sau Trung Quốc, Ấn Độ và Nepal thôi. Vì vậy, cho các bạn đều muốn tìm hiểu về môi trường học tập tại xứ sở chuột túi này phải không nào? Cùng bắt đầu chuyến hành trình nha! Australia là một trong những quốc gia cấp nhiều học bổng cho sinh viên, học sinh Việt Nam. Trung bình mỗi năm, khoảng 150 suất học bổng được chính phủ Australia trao tặng cho học sinh, sinh viên Việt Nam. Đó là chưa kể tới học bổng của các tổ chức hay các trường đại học tại Australia. Được tiếp cận nền giáo dục phát triển với một mức chi phí thấp và nhiều ưu đãi hỗ trợ là điều rất nhiều bạn quan tâm phải không nào? Vậy chúng mình cùng tìm hiểu ngay thôi! Chính phủ Australia cung cấp nhiều các loại học bổng cho các sinh viên Việt Nam. Trong năm 2019, chúng tôi sẽ cung cấp khoảng 50 học bổng chính phủ với nhiều lĩnh vực khác nhau, từ quản trị kinh tế, giao thông hay giáo dục. Kể từ năm 1974 đến nay, chúng tôi đã cấp học bổng cho khoảng hơn 6.000 sinh viên Việt Nam sang theo học tại Australia theo các chương trình học bổng chính phủ. Đầu tiên phải nhắc tới học bổng chính phủ Australia, Australia Awards. Đây là loại học bổng danh giá được chính phủ Australia cung cấp, nằm trong chương trình Australia cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực. Các ứng viên sẽ được xét duyệt dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực cá nhân, thành tích học tập và quan trọng nhất là khả năng đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. Học bổng Endeavour. Đây là chương trình được quản lý bởi Bộ Giáo dục, Nghiên cứu, Khoa học, Sáng chế và Ngành nghề hợp tác cùng Cơ quan Giáo dục Quốc tế Australia tại Việt Nam. Chương trình này cung cấp các loại học bổng bậc sau đại học, học bổng Endeavour dành cho đào tạo dạy nghề, học bổng Endeavour nghiên cứu ngắn hạn và học bổng Endeavour dành cho các nhà quản lý. Bên cạnh hai loại học bổng phổ biến trên, Australia còn có rất nhiều học bổng khác như học bổng John Onwhite, học bổng Phát triển Australia, học bổng Năng lực lãnh đạo, các học bổng cung cấp bởi chính phủ Việt Nam hay từ chính các trường đại học của Australia. Những học bổng của chúng tôi được nâng cấp cho sinh viên quốc tế dựa trên thành tích học tập trước đó. Nó sẽ dao động từ 20.500 đô đến 38.000 đô la. Nó sẽ thích hợp cho những bạn theo học 2 năm thạc sĩ, nhưng chúng tôi cũng có những học bổng cho những bạn theo học đại học với thời gian từ 3 đến 4 năm. Mỗi năm, RMIT Việt Nam lại cung cấp khoảng 1,3 triệu đô la Mỹ học bổng cho sinh viên và được chia làm nhiều loại, từ học bổng bán phần đến toàn phần. Trong đó có những học bổng rất đặc thù, ví dụ như dành cho ngành du lịch và khách sạn hay đào tạo cao học, hoặc cũng có những học bổng chung dành cho những sinh viên có thành tích tốt. Chúng tôi cũng có những học bổng dành cho lãnh đạo trẻ, những người có thành tích cao cũng như đi kèm với đó là kỹ năng lãnh đạo. Ngoài ra còn có học bổng cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nó sẽ bao gồm cả chỗ ở và một phần chi phí sinh hoạt. And a small stipend as well. All of the scholarships have specific entry requirements. Tất cả các loại học bổng thì đều có những quy định khác nhau về việc đăng ký. Các sinh viên thường sẽ được yêu cầu phải có trình độ tiếng Anh tốt. Thỉnh thoảng học bổng đó sẽ yêu cầu cụ thể về chuyên ngành học. Có khi lại là kinh nghiệm làm việc hay những yếu tố đầu vào khác. Vì vậy nên các bạn cần phải tìm hiểu thật kỹ những yêu cầu đầu vào và tuân thủ cẩn thận những quy định đó nếu đã quyết định ứng tuyển. Bây giờ chúng ta sẽ ghé thăm thành phố Adelaide, thủ phủ của bang Nam Australia, nơi đang có rất nhiều du học sinh quốc tế, để cùng tìm hiểu xem tại sao thành phố này lại có sức hút đến vậy nha. Là thủ phủ của một bang, nhưng Adelaide có mức phí sinh hoạt vừa phải hơn rất nhiều so với những thành phố lớn khác của Australia. Rẻ hơn 20% so với Sydney hay Melbourne, rẻ hơn 9% so với Brisbane,
Vì vậy, sinh viên quốc tế có thể sống ngay tại trung tâm với mức giá rất phải chăng. Một thành phố thân thiện với khí hậu trong lành và chi phí sinh hoạt vô cùng hợp lý. Đó là những điểm cộng lớn phải không nào? Để đến Adelaide, chúng ta có thể bay từ Việt Nam đến thành phố Melbourne hoặc Sydney, rồi bay chuyển tiếp đến Adelaide. Tổng thời gian bay có thể kéo dài từ 11 đến 22 giờ. Adelaide là một trong 10 thành phố đáng sống nhất trên thế giới đấy nha. Không chỉ là một lựa chọn hoàn hảo để tận hưởng cuộc sống, Adelaide còn là điểm đến tri thức được nhiều du học sinh lựa chọn. Bên cạnh Melbourne hay Sydney, Adelaide là một trong 3 thành phố thu hút nhiều du học sinh nhất Australia, với hơn 23.000 sinh viên quốc tế đang theo học tại đây. Theo thống kê năm 2016, có hơn 1.300 sinh viên Việt Nam học tập tại Adelaide. Việt Nam là quốc gia có số lượng du học sinh, nghiên cứu sinh quốc tế đông thứ 5 tại bang Nam Australia. Adelaide là một thành phố thân thiện và chúng tôi luôn muốn giúp đỡ sinh viên để họ có cuộc hành trình thú vị nhất tại thành phố này. Ví dụ như các trường đại học đều đầu tư vào những khu học tập trung cho sinh viên hoặc những bộ phận tư vấn cho sinh viên về việc làm thêm, thực tập, thậm chí cả công việc sau tốt nghiệp. Giảng viên cũng rất sẵn sàng hỗ trợ sinh viên, cơ sở vật chất rất hiện đại. And I think the teachers are very accessible and very supportive, and the facilities are very modern as well. Quá nhiều thuận lợi khi lựa chọn Adelaide là điểm đến du học phải không các bạn? Và bây giờ chúng ta sẽ ghé thăm đại học Flinders, một ngôi trường tại thành phố Adelaide. Ngôi trường này có cộng đồng sinh viên đa dạng và đa văn hóa, với 34% sinh viên là sinh viên quốc tế đến từ hơn 90 quốc gia. Trường được biết tới với sự đổi mới trong giảng dạy với các chương trình định hướng ngành nghề. Chưa hết đâu nha, Flinders nằm trong 2% các trường đại học top đầu trên toàn thế giới. Là một trong 5 trường đại học của Australia được đánh giá 5 sao về chất lượng giảng dạy, các môn học chuyên ngành xuất sắc, tỷ lệ sinh viên xin được việc làm sau khi tốt nghiệp, công trình nghiên cứu, cơ sở vật chất và đổi mới. Xin chào tất cả các bạn khán giả của chương trình Con đường tri thức. Mình tên là Lê Hoàng Minh Sơn và hiện nay mình đang là sinh viên của trường đại học Flinders Nam Úc. Mình là sinh viên năm thứ 2 ở chương trình thạc sĩ nghiên cứu giới và phụ nữ của trường đại học Flinders. Và bây giờ thì các bạn hãy cùng mình đi tham quan ngôi trường Flinders nhé. Được đặt tên theo nhà thám hiểm người Anh Matthew Flinders, đại học Flinders luôn khuyến khích sự đổi mới và chào đón tất cả các bạn sinh viên từ các nền văn hóa khác nhau và các quốc gia khác nhau trên thế giới đến và học tập. Đại học Flinders có tất cả 6 trường chuyên ngành trực thuộc: trường kinh doanh nhà nước và pháp luật, trường giáo dục tâm lý và công tác xã hội, trường khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật, trường y tế và sức khỏe công cộng, trường điều dưỡng và khoa học sức khỏe, và trường khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Rất nhiều ngành học đa dạng, phải không các bạn? Và các chương trình học đều được thiết kế để đáp ứng những nhu cầu thực tế của các ngành ở tại nước Úc cũng như trên thế giới với phương pháp giảng dạy hợp tác và chủ động. There were courses in international trade, international relations, health, education. Các sinh viên thường tìm kiếm những khóa học liên quan đến thương mại quốc tế, giảng dạy, công việc xã hội. Những người phụ trách những khóa đào tạo này biết rõ về những quốc gia có sinh viên theo học tại Australia. Họ có những kiến thức về văn hóa để có thể giảng dạy cho các sinh viên, chia sẻ cho sinh viên những kiến thức có ích cho đất nước của các em. Các trường đại học của Australia ngày càng trở nên phổ biến đối với các sinh viên khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Vậy, để theo học tại Đại học Flinders thì chúng ta cần chuẩn bị những gì nhỉ? Quy trình nộp hồ sơ vào Đại học Flinders khá dễ dàng. Sinh viên có thể ứng tuyển trực tuyến hoặc có thể nộp hồ sơ tại công ty đối tác của Đại học Flinders tại Việt Nam. Flinders có hợp tác với khá nhiều công ty du học trên khắp Việt Nam. Có hai yếu tố sinh viên phải đáp ứng. Một là điểm số học tập và thứ hai là trình độ tiếng Anh. Đối với bậc học đại học, có chứng chỉ IELTS tối thiểu 6.0 hoặc tương đương, có bằng tốt nghiệp bậc giáo dục trung học phổ thông. Đối với bậc học thạc sĩ cũng như sau đại học, cần tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan và đạt chứng chỉ IELTS từ 6.0. Một số chuyên ngành sẽ yêu cầu kinh nghiệm làm việc.
Việc học tập và sử dụng tiếng Anh là một trong những yêu cầu thiết yếu dành cho tất cả các bạn sinh viên quốc tế tại đây, đặc biệt là sinh viên Việt Nam. Và nếu bạn thực sự chưa tự tin với khả năng tiếng Anh của mình thì yên tâm, tại Đại học Flinders chúng ta đã có Flinders Internationals. Ở đây sẽ có các dịch vụ hỗ trợ các sinh viên quốc tế và đặc biệt là sinh viên Việt Nam có thể được học tập và trau dồi các kỹ năng cần thiết liên quan tới trình độ ngôn ngữ của mình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi câu chuyện của Kim để xem được bạn đã trải nghiệm cái dịch vụ này tại trường như thế nào nhé. Đối với du học sinh thì rào cản ngôn ngữ là một thứ rất là khó. Khi mà mình mới sang đây thì mình cảm thấy hơi bỡ ngỡ với chương trình tiếng Anh nên mình đã quyết định đăng ký học để bổ sung thêm, để học thêm những kiến thức cũng như là cách trình bày. Và khi tham gia lớp học thì mình được học rất nhiều kỹ năng và mình trước đây mình chưa từng học, và mình được bổ sung thêm rất nhiều kỹ năng khi mà mình chuẩn bị để vào đại học, để sẵn sàng vào đại học. Cách giảng dạy của các thầy cô rất là chuyên nghiệp và thầy cô đối xử rất công bằng với chúng mình. Mọi sự nỗ lực và kết quả của bọn mình đều được đánh giá ở trên sự nỗ lực và cố gắng, và những bài tập và những bài kiểm tra mà bọn mình hoàn thành, tất cả không chỉ vì bạn học giỏi hơn hoặc là bạn học dở hơn, mà thầy cô sẽ thiên vị, thầy cô sẽ đánh giá tất cả mọi thứ trên năng lực, dựa vào năng lực và cách hoàn thành bài tập của bạn. Ở trong cái lớp học tiếng Anh thì mình được nói chuyện 100% hoàn toàn tiếng Anh, được giao tiếp với giáo viên tiếng Anh. Mình cảm thấy rất là hứng thú và hào hứng để tiếp tục với chương trình học này. Ở ngoài giờ, thầy cô luôn luôn sẵn sàng giải đáp những câu hỏi mà nếu mà bạn trong lớp bạn không hiểu và bạn ngại hỏi ở trong lớp thì sau giờ học bạn vẫn có thể đi hỏi thầy cô. Mình mới đến đây thì mình khá là ngại giao tiếp, nhưng mà bởi vì môi trường ở đây, bọn thầy cô rất thân thiện và bạn bè quốc tế, bọn họ luôn luôn đón nhận và tiếp nhận mình một cách rất thân thiện và thiện chí. Cho nên mình cảm thấy là chỉ trong một thời gian rất ngắn mình đã có thể hòa nhập. Nếu sinh viên chưa đáp ứng được tiêu chuẩn tiếng Anh đầu vào của trường hay của ngành học, hay các em muốn trau dồi thêm ngoại ngữ, thì các em có thể tìm tới đây. Khóa học tiếng Anh kéo dài 10 tuần với mỗi trình độ, có 5 trình độ tất cả. Đầu vào trình độ thấp nhất là IELTS 4.0. Sau mỗi khóa học, điểm IELTS của sinh viên sẽ tăng từ 0,5 đến 1 điểm. Chúng tôi có các giáo trình cho sinh viên. Các em sẽ học cách viết một bài luận, phải hành văn như thế nào. Sẽ có các bài để tăng vốn từ vựng, cũng như ngữ pháp. Các em cũng sẽ được luyện kỹ năng nghe. Ban đầu là nghe những bài giảng ngắn, sau đó là luyện nghe những bài giảng hoàn chỉnh. Các em cũng sẽ được tham gia các bài luyện kỹ năng nói, thuyết trình hay tham gia quay các đoạn phim ngắn. Học phí là $425 một tuần. Khi đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn vào trường, thì cần nộp hồ sơ vào thời gian như thế nào? Sinh viên có thể nộp hồ sơ vào bất kỳ thời gian nào trong năm vì chúng tôi xử lý hồ sơ hàng ngày. Trong năm có hai thời điểm nhập học chính, vào tháng 2 bắt đầu học kỳ 1. Đây là thời điểm phần lớn sinh viên bắt đầu việc học tại Flinders. Và có một đợt nhập học nữa vào tháng 7. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ sinh viên ngay từ khi các em liên hệ với các đối tác của trường tại Việt Nam. Trường cũng có chuyên viên tại thành phố Hồ Chí Minh để có thể trực tiếp hỗ trợ sinh viên trong quy trình nộp hồ sơ. Vậy còn học phí để theo học tại Đại học Flinders thì sao? Học phí chương trình đại học thường dao động trong khoảng $24,000, trong khi học phí sau đại học là $30,000. Và trường có rất nhiều những học bổng cho các bạn sinh viên có mong muốn theo học tại Flinders nữa đấy. Học bổng chính phủ Australia là học bổng toàn phần bao gồm học phí, vé máy bay khứ hồi, một phần sinh hoạt phí, bảo hiểm sức khỏe cho sinh viên quốc tế. Học bổng nghiên cứu sau đại học Flinders, 10 suất học bổng mỗi năm được trao cho những người đủ điều kiện theo học chương trình nghiên cứu cao học toàn thời gian tại đại học Flinders. Học bổng bao gồm học phí, sinh hoạt phí lên đến $26,000 mỗi năm và mức hỗ trợ chi phí di chuyển và vé máy bay lên đến hơn $1,400. Học bổng sau đại học ngành kinh doanh sẽ hỗ trợ 15% học phí, tương đương $9,000 cho các bạn sinh viên quốc tế trong suốt khóa học tại đại học Flinders. Sinh viên cần có điểm trung bình từ 80% trở lên với các ngành học kinh doanh.
Như vậy là có rất nhiều cách để chúng ta có thể ứng tuyển vào đại học Flinders, phải không nào? Cũng bởi vậy mà Flinders thu hút hơn 27.000 sinh viên với trên 5.200 sinh viên quốc tế đấy. Sinh viên Việt Nam đang theo học tại trường khoảng 140 người. Các bạn có muốn nghe đánh giá của thầy cô về sinh viên Việt Nam không nào? Cùng gặp cô Grace Hansel và phó giáo sư Pauline Hill nha. Qua tương tác với các sinh viên nữ Việt Nam, tôi thấy họ rất tích cực và luôn cố gắng hòa nhập với văn hóa của trường đại học. Chúng tôi có một nhóm các sinh viên nữ thường thảo luận với nhau về những vấn đề mà họ gặp phải khi theo học tại trường. Các sinh viên Việt Nam rất chăm chỉ và tập trung trong học tập. Đó đều là những sinh viên giỏi và không ngừng nỗ lực để giữ vững phong độ. Các bạn luôn tìm kiếm hỗ trợ mỗi khi gặp vấn đề hay có những thắc mắc. Tôi nghĩ điểm đặc biệt nhất của sinh viên Việt Nam là các bạn rất chăm chỉ, rất nỗ lực, luôn hoàn thành các bài tập cũng như yêu cầu của môn học và các bạn gặt hái được rất nhiều thành công. Sinh viên Việt Nam được thầy cô đánh giá cao phải không? Có được điều đó chắc chắn các bạn du học sinh Việt Nam đã chăm chỉ và nỗ lực rất nhiều. Bây giờ chúng mình sẽ tiếp tục tìm hiểu về ba cơ sở của đại học Flinders. Bedford. Đây là cơ sở giảng dạy và nghiên cứu chính của sinh viên theo bậc học cử nhân. Khu học xá này luôn tự hào là khu sinh viên hiện đại nhất và có đầy đủ các tiện nghi học tập. Cơ sở Bedford cách trung tâm thành phố Adelaide khoảng 10 km. Victoria Square. Cơ sở đại học Flinders tại quảng trường Victoria nằm ở vị trí trung tâm khu thương mại Adelaide. Phần lớn các bạn sinh viên theo học các ngành như kế toán, ngôn ngữ học, luật hay chính sách công sẽ học tập tại đây. Tolsley. Đây là cơ sở của khoa máy tính, kỹ sư và toán và được dự đoán là trung tâm công nghiệp mới của bang Nam Australia trong tương lai với những chương trình thực hành tốt nhất trên thế giới đấy. Tolsley bao gồm hai giảng đường trung tâm tiên tiến với không gian giảng dạy rộng mở và hiện đại. Tòa nhà có 28 phòng nghiên cứu chuyên biệt tạo điều kiện cho sinh viên theo học. Chắc chắn Tolsley sẽ mang lại cho các bạn sinh viên một trải nghiệm vừa học vừa làm rất thú vị. Adelaide is in South Australia and Flinders University is located about 20. Thành phố Adelaide nằm ở phía Nam Úc và Đại học Flinders cách trung tâm thành phố Adelaide khoảng 20 tới 30 phút lái xe. Hệ thống xe buýt để tới trường cũng rất thuận tiện và sắp tới sẽ có thêm trạm tàu điện nữa. Gần như một cộng đồng đã được xây dựng lên, có khu ký túc xá cho sinh viên và có rất nhiều khu trọ gần trường. Khuôn viên trường rất gần gũi với sinh viên, có khá nhiều động vật hoang dã như kangaroo hay gấu, rất nhiều cây cối và các khu để tản bộ. Sinh viên tới đây học tập nhưng cũng có thể thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Bên cạnh đó, cũng có những hội nhóm sinh viên với rất nhiều các hoạt động ngoại khóa thú vị mà các bạn có thể tham gia. Đúng là cuộc sống của du học sinh không chỉ có các tiết học trên giảng đường hay những giờ thực tập mà còn rất nhiều hoạt động khác tại các khu phụ trợ trong khuôn viên trường đấy. Chúng mình tiếp tục cuộc hành trình khám phá với cô bạn Thục Nghi nào. Chào các bạn, mình là Thục Nghi, mình là sinh viên năm 3 của trường đại học Flinders. Hiện tại mình là sinh viên ngành y tá. Các bạn cùng theo mình vào bên trong trường nhé. Và đây là khu vực nhà ăn của trường đại học Flinders. Thì các bạn có thể thấy ở đây có rất là nhiều quán ăn, có đồ ăn nhanh, có đồ ăn Ấn Độ. Và nếu các bạn nhớ hương vị Việt Nam thì cũng có đồ ăn Việt Nam. Thì mình thường hay xuống dưới đây ăn. Thì có bánh mì, có cơm, phở. Thì có thể giá dao động từ 7 đồng cho tới 10 đồng. Ngoài ra nếu như các bạn muốn tự mang đồ ăn thì cũng có một khu vực khác ở bên cạnh. Và đây vẫn là khu vực nhà ăn của trường. Thì các bạn có thể thấy đây là máy bán hàng tự động. Thì có rất là nhiều loại snack và nước uống. Còn ở bên đây là lò vi sóng. Các bạn có thể mang đồ ăn và làm nóng thức ăn của mình ở đây. Bên đây là một khu bếp tự động. Có nước nóng và cả máy nướng bánh. Rất là tiện lợi để cho các bạn có thể sử dụng. Và cuối cùng là khu vực bàn ăn, chỗ ngồi. Các bạn có thể lựa chọn một khu vực thoải mái nhất để mình có thể thưởng ngoạn bữa trưa của mình.
Một khu phụ trợ khác mà sinh viên Flinders rất tự hào đó là Flinders Living. Đây là khu ký túc xá của trường, chỉ cách khu giảng đường 5 phút đi bộ và cũng rất gần trạm dừng các phương tiện công cộng để bạn dễ dàng đi vào thành phố. Flinders Living có 2 dịch vụ, bạn có thể ở khu nhà ký túc. Ở đây gồm các phòng đơn riêng với đầy đủ vật dụng sinh hoạt cần thiết như giường, bàn học, tủ quần áo. Và có các khu sinh hoạt chung như khu vệ sinh, nhà ăn, khu vực giặt sấy. Đối với phong cách ký túc xá của một trường đại học đúng không nào? Điểm đặc biệt là khi ở khu nhà ký túc sẽ có nhân viên chuẩn bị bữa ăn cho bạn vào các ngày trong tuần. Và nhà ăn luôn có sẵn bánh mì và các đồ ăn nhẹ để phòng khi bạn thấy đói lúc học khuya. Ngoài ra, còn có khu bếp chung để bạn có thể chuẩn bị đồ ăn nhẹ hay tự nấu ăn vào dịp cuối tuần. Chi phí để ở trong khu nhà ký túc là 1.600 đô Úc mỗi tháng, vào khoảng 25 triệu đồng. Một lựa chọn khác là làng Teatre Jordan. Khu này gồm nhiều căn hộ khép kín, phù hợp ở nhóm từ 2 tới 6 người. Một căn hộ độc lập gồm từ 2 tới 3 phòng ngủ, được trang bị đầy đủ đồ đạc và các bạn có thể dọn vào ở ngay. Chi phí thuê phòng cho mỗi người ở khu này dao động từ 800 tới 1.000 đô la Úc mỗi tháng và khoảng 12 tới 16 triệu đồng mỗi tháng. Nhưng chưa hết đâu nha, Flinders là ngôi trường của sự đổi mới. Tại sao nhỉ? Chúng mình cùng khám phá nha. Chúng tôi có một ứng dụng trên điện thoại với tên là FISC, sinh viên có thể tải trước khi nhập học. Trên đó có tất cả những thông tin mà sinh viên cần biết, từ những sự kiện sẽ diễn ra ở Adelaide, những việc cần làm khi đặt chân tới Adelaide, khi gặp vấn đề thì phải liên hệ với ai, đến thời khóa biểu, các quy định của trường và lớp. Tất cả những điều sinh viên cần biết đều có trên ứng dụng FISC. Chúng tôi sẽ gửi thông báo qua ứng dụng khi có bất cứ điều gì thay đổi. Hàng tuần đều có thông báo về lịch học, thời khóa biểu. Chúng tôi cũng có một đường dây nóng luôn mở 24/7 và đây là đường dây miễn phí cước. Sinh viên có thể gọi tới số này nếu gặp bất cứ vấn đề gì, dù đó là vấn đề không liên quan tới việc học. Các em cảm thấy không an toàn hay bạn gặp sự cố trên đường và cần sự hỗ trợ khẩn cấp, chúng tôi sẽ chuyển tiếp những vấn đề đó tới cảnh sát. Và sinh viên cũng có thể gọi tới số này qua ứng dụng FISC. Một ứng dụng trên điện thoại với tất cả các thông tin mà sinh viên cần biết, tích hợp cả đường dây nóng để liên hệ khi cần hỗ trợ khẩn cấp. Một ý tưởng hiện đại phải không các bạn? Vậy còn các hoạt động ngoại khóa của trường có gì thú vị không nhỉ? Và đây là phiên chợ thường niên của trường đại học Flinders. Ở đây trường có rất là nhiều hoạt động miễn phí, chẳng hạn như là phát đồ ăn, đồ dùng học tập, cũng như là sau những giây phút căng thẳng thì có cả massage cũng như là cắt tóc cho sinh viên. Thì hiện tại bây giờ mình là nhân viên của trường, mình giúp trường trong việc là tư vấn cho các bạn sinh viên cũng như là cung cấp những dịch vụ miễn phí đó. Vậy các bạn hãy cùng theo chân mình để tham gia vào công việc này nhé. Phiên chợ này được tổ chức vài tuần một lần và các dịch vụ hoàn toàn miễn phí. Đây vừa là nơi giao lưu, vừa là nhiều trường có hỗ trợ tới các bạn sinh viên. Công việc của mình là phát các phần ăn này. Hơi mệt một chút nhưng rất vui đấy, vì mình được gặp gỡ với rất nhiều bạn mới. Và giờ mình có hẹn với Vĩ để dẫn em đi tham quan trường. Các bạn hãy đi cùng mình nhé. Và đây là cơ sở chính của trường đại học Flinders. Thì ở đây có thư viện, là thư viện lớn nhất của trường đại học Flinders, với lại rất là nhiều sách, cũng như rất là có những khu vực học bài dành cho sinh viên. Thì ở đây điểm hay nhất là có được trung tâm hỗ trợ dành cho sinh viên. Thì nếu như em cần giúp đỡ trong việc học hoặc là cần chỉnh sửa thì em có thể tới gặp các thầy cô. Thì bây giờ hai chị em mình cùng vào tham quan. Và ở đây có một cái máy rất là hay, em có thể thấy ở trên đây có hiển thị chẳng hạn như là information. Thì ở đây sẽ hiện ra những cái thông tin, những cái nơi mà em có thể
cần phải liên lạc, chẳng hạn như là dịch vụ làm thẻ sinh viên hoặc là dịch vụ chăm sóc cho sinh viên. Và ở đây thì còn có Hub Maps, có bản đồ của trường. Thì ở chỗ hay ở chỗ em có thể click vào những cái, bấm vào những cái vị trí. Thì chẳng hạn ở đây có sẽ có là nhà bếp dành cho sinh viên, hoặc là những cái vị trí nhà ăn, chẳng hạn như là có quán hàng ăn Việt Nam. Và em có thể lựa chọn những địa điểm mà em cần tới, thì sẽ rất là thuận tiện trong việc học của mình. Và cuối cùng thì có Computer Availability, thì ở đây sẽ hiện lên số máy tính hiện tại em có thể sử dụng được. Thì ở đây là có 39 chiếc máy tính em có thể sử dụng ở tầng 1 của trường. Em có thể lên và sử dụng những dịch vụ cần thiết. Thục Nghi thật ra dáng một người chìa khóa trên phải không nào? Bạn ấy rất tự tin chia sẻ những kinh nghiệm của mình. Thế nhưng chặng đường du học của Nghi không chỉ toa mò hồng đâu, cũng có những thời điểm khó khăn. Khi mình đi làm thêm, mình đã bị các đồng nghiệp bắt nạt, nói những lời rất là khó nghe. Mình cảm thấy rất là buồn và có một cái giai đoạn là mình đã bị trầm cảm. Hầu như ngày nào mình cũng khóc khi nghĩ về chuyện đấy. Để vượt qua được giai đoạn đó thì mình đã cố gắng tâm sự, nói chuyện với lại gia đình, bạn bè để có thể trút bỏ được những cái gánh nặng tâm lý ở trong lòng mình. Hơn nữa, thay vì chỉ ngồi đó chịu đựng thì mình đã đi ra ngoài tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Và mình cảm thấy điều đó giúp mình nâng cao được những cái giá trị bản thân hơn là những cảm xúc tiêu cực. Thì rất là may mắn là sau một thời gian mình quyết định chia sẻ câu chuyện và rất vui vì câu chuyện của mình đã được chọn để trưng bày tại triển lãm của trường. Thì thông qua câu chuyện mình muốn truyền tới thông điệp cho các bạn du học sinh, đó là vì các bạn gặp những cái sự việc như là bị bắt nạt thì quan trọng là chúng ta phải biết yêu bản thân hơn, chúng ta phải cố gắng vượt qua được những cái cảm xúc tiêu cực đó và hướng tới những cái giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống cũng như trong tương lai. Chúng tôi gửi email tới tất cả các sinh viên quốc tế đang học tại Flinders, khuyến khích các bạn kể lên câu chuyện của bản thân, và chúng tôi nhận được rất nhiều phản hồi. Tiếp đó, chúng tôi tìm một nhiếp ảnh gia để chụp những bức hình đẹp nhất, thể hiện được sự hạnh phúc cũng như những trải nghiệm của chủ nhân các câu chuyện. Và triển lãm In the Frame là kết quả của quá trình đó. Việc cùng chia sẻ câu chuyện của mình giúp các sinh viên quốc tế cảm thấy rằng họ là một phần của cộng đồng và họ không hề đơn độc. Và các sinh viên cũng thấy rằng không chỉ riêng mình phải đối mặt với những khó khăn mà những người khác cũng phải vượt qua những vấn đề riêng. Sinh viên tại các trường đại học khác cũng như vậy. Chúng tôi dùng những bức ảnh chân dung như một thứ ngôn ngữ chung để mọi người đều hiểu rằng mọi cảm xúc đều đáng trân trọng. Chúng ta có thể gặp khó khăn, có thể đó là cảm giác hạnh phúc, có thể là buồn bã, nhưng đó là những xúc cảm rất bình thường, ai cũng sẽ có. Và đặc biệt là các sinh viên quốc tế, những người phải hòa nhập với một môi trường hoàn toàn mới. Đây là lần đầu tiên triển lãm được tổ chức, và chúng tôi dự định sẽ không chỉ trưng bày tại trường Flinders, mà còn mang những bức ảnh, những câu chuyện này tới những điểm công cộng, để tới gần hơn với mọi người, có thể trưng bày tại các thư viện, tới các trường học. Triển lãm này có thể đến với cộng đồng và lan tỏa thông điệp với tất cả những người từng gặp phải khó khăn, khuyến khích họ mạnh mẽ và tự tin hơn. Một hoạt động khác cũng thu hút rất nhiều sự quan tâm của các sinh viên, đó là sự kiện kết nối cơ hội việc làm. Đây là sự kiện dành cho sinh viên tất cả các ngành học tại Đại học Flinders. Đúng như tên gọi, đây là nơi kết nối sinh viên với các nhà tuyển dụng trên khắp Australia và nhiều quốc gia trên thế giới. Điểm mấu chốt là đừng chỉ nhắm tới một nhà tuyển dụng. Hãy nhớ rằng có rất nhiều cơ hội công việc, có rất nhiều nhà tuyển dụng. Hãy cứ nộp hồ sơ, ứng tuyển vào các vị trí, tìm sự hỗ trợ nếu như có thắc mắc. Trường có tổ chức các buổi luyện tập kỹ năng phỏng vấn, các buổi trao đổi theo chủ đề để chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển, viết lý lịch cá nhân thế nào. Chúng tôi luôn đồng hành cùng sinh viên. Qua các sự kiện như thế này, sinh viên được tiếp cận với những thông tin không có trên tờ rơi hay trên các website của nhà tuyển dụng, và sinh viên sẽ có cơ hội tìm được một nơi phù hợp để làm việc. Tại đây, sinh viên sẽ trao đổi với đại diện các nhà tuyển dụng
Các bạn sẽ tìm hiểu vị trí công việc mình mong muốn sau khi tốt nghiệp, mình muốn làm việc ở đâu, mục tiêu nghề nghiệp của mình là gì, đơn vị tổ chức nào sẽ giúp mình đạt được mục tiêu đó. Vậy là chuyến đi của chúng ta đã đến chặng cuối cùng rồi. Hy vọng qua chuyến tham quan này, các bạn đã có những thông tin cần thiết về việc du học tại Australia và về Đại học Flinders, ngôi trường của sự đổi mới mang tên nhà thám hiểm Matthew Flinders Type 3. Có thể thấy Flinders luôn nỗ lực mang tới một môi trường học tập thân thiện nhất cho các bạn sinh viên. Thế nhưng việc lựa chọn trường chỉ là một phần tạo nên thành công thôi. Con đường chinh phục tri thức và sự nghiệp còn phụ thuộc rất lớn vào sự cố gắng của mỗi người. Bởi vậy, hãy luôn giữ sự ham học hỏi và nỗ lực không ngừng như một nhà thám hiểm nha. Có như vậy, chúng ta mới khám phá được những vùng đất mới của tri thức, phải không nào? Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Con đường tri thức tuần tới nha!